một điều là muốn hạ gục người Việt Nam thì cứ tiếp tục nằm mơ, vì chuyện nhắc tới hay tới đầu hàng sẽ là không bao giờ. Đừng bao giờ mở miệng hù dọa tao khi mày chưa biết họ tao ra sao. Miệng không hổ báo, tay không bôi dao, nhưng anh nhớ tao không bằng ai, nhưng mà ở đây bằng tao. Đừng bao giờ mở miệng hù dọa tao. Dễ nản.